Chào cả nhà. Thì mình hôm nay mình tiếp tục lên clip số 13, và trong clip số 13 này mình gồm có 8 số nha. Thì hình thức giao dịch thì hôm nay thì hàng của mình là thuộc dạng hàng tuyển ha. Nói chung là hàng cũng có một số hệ, một số không. Nói chung hàng tuyển ok. Thì hôm nay là mình cho giảm giá cho anh em làm chuyển khoản ha. Có nghĩa là bây giờ anh em nào chuyển khoản là anh em trừ 50k ha, mình không giảm 20k như một hôm nữa ha. Riêng clip hôm nay là mình giảm 50k cho anh em nào chuyển khoản và giá 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 trên này đã bao gồm phí ship rồi nha. Anh em nào mà ship code ấy, là mình đã bao gồm phí ship trong cái giá rồi ha. Còn anh em nào chuyển khoản thì mình trừ 50k nha. Ok rồi, để mình vô số 1. Là số 1 là một cây thước ha, cây thước kẹp của nhà Mitoyo đó, của nhà Mitoyo Mitoyo Japan ha. Thì cây thước này mình bán với giá là 400 ha. Thì về ngoại hình nó rất là đẹp nha, rất là đẹp. Cây thước này nó có tới 20 này nè ha, không phải 15 mà 20 nha, 20 cm nữa. Về ngoại hình thì về tình trạng nó thì nó bị chày như đây ha. Anh em coi chày nhưng mà không có nổi đâu, xấu xí ha, kiểu như nó cà bị cà dưới đất cái gì đó ha. Còn lại như vậy ngon lành đó, có chữ đóng chữ màu mờ đây nữa ha. Là mình cái này mình chưa chà bóng đâu, chà bóng nó sáng lắm nha, mình chưa vệ sinh đó, nó còn mới nha, còn đẹp. Và độ thẳng thì nó ok lắm nha, không có con quên chỗ nào hết á. Đó. Đó. Ra vô ngon lành lắm, nhẹ nhàng lắm, đó. Không bị sượng gì hết á, rất là nhẹ. Và cái đầu đầu kẹp của nó nè cũng còn ok nè, còn nhọn đó. 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 Ngon lành tình đạo nha, đó hai đầu luôn là được rồi. Mình giao lưu chia sẻ cho anh em là cái này là 400k, mã cho mã số 1 trước kẹp với Toyo còn đẹp nha. Rồi anh em nào chuyển khoản là anh em chuyển khoản 350 ha, mà và mình bao ship đó, vậy đó nha. Giá này đã bao gồm phí ship. Còn anh em nào ship code thì anh em tới hàng anh em chỉ nhận là 400k thôi nha. Rồi xong mã số 1, mình qua mã số 2. Mã số 2 là một cái này gọi là cây cắt ống, mình bán với giá là 300k ha. Cây cắt ống của Mỹ nha cả nhà, cây này của Mỹ đó, USA nè đó. Bên đây là rất gì nữa nè, công tên công ty đó. Đó, và cái tình trạng của nó là nó còn hoàn hảo ok, không bị lỗi không vi phạm gì hết nha. Và nó mất lưỡi xe cua, nó nằm trong này rồi cả nhà. Cái này nó cái gì nữa nè, đó thường thường lưỡi xe cua nằm trong cái nắp này, nhưng mà của mình là không bị mất cái lưỡi xe cua này nha, có một lưỡi rồi, một lưỡi gắn dao thôi nha. Đó, và dao nó còn ngon lành cành đào chưa có mẻ nha. Đó ha. Rồi về cái cây dao này là có chức năng anh em dò thợ điện lạnh thì nhìn cũng biết qua rồi, còn anh em nào chưa biết thì mình gọi nó là một cây cắt ống tự động lấy thao tác nhanh, có nghĩa là anh em ấn cái nút này lên là nó tự động nó bật lên, anh em cây ống vô anh em cắt thôi ha. Đó, anh em muốn kích cỡ nào thì anh em chỉ việc ấn nhẹ này là bằng cái phi ống của mình rồi đó. Và cái nó cao thao tác thứ hai nó cũng có thể vặn nha cả nhà, đó vặn lên vặn xuống nha. Đó, còn anh em nào muốn lấy nhanh thì bấm lên. Và nó có cây dao còn nằm chỗ này đó, dao khuyết lỗ nó khuyết qua vớ của cái ống đồng nha. Đó, thì tình trạng nó bị thiếu con dao seco thôi, còn lại nó còn ok hoàn hảo, bánh lăng nó còn ok đó. Rồi vậy sao mình bán với giá 300k thôi nha, của Mỹ đó. Rồi mã số 2 300k. Rồi mình xin qua mã số 3. Thì mã số 3 này là mình bán theo bộ bộ mở lớp nha,
Mẫu mới của nhà Mitsubishi đó, một cái thương hiệu nổi tiếng hồi xưa giờ. Cái thương hiệu này là thương hiệu trước kia thập niên 80, hình như vậy, thập niên 80 là nó nổi như cồn luôn. Lý do nó hình như nó chế được công thức 4 thì ha. Đó thì cái tên tuổi nó nổi tiếng từ đó đó. Thì cái Mitsubishi này thì của Nhật nha cả nhà. Đó, nó có đóng bóng hồ thị về, và cái tình trạng mình có sai số là từ 150 tới 300, gồm có 4 cây đó. Mình lấy cái cây sai số 6 này là 150 mm này nha. Về cái tình trạng cây số 6 này nó như lòng bàn tay vậy thôi, nhỏ gọn nha, và tình trạng nó còn đẹp đó, miệng rồi nó còn thẳng đẹp đó, bên này nó nhâm nhâm nhẹ rồi, sau còn ok, ra vô chu trình nó còn hoạt động tốt nha. Đó, mã cây xứng nhất là 150 đó, anh em coi qua. Rồi mình qua cây thứ hai là cây số 8, 8 in là 200 mm đó, của nhà Mitsubishi. Tình trạng cũng còn đẹp, răng miệng nó nhâm nhẹ thôi đó, dưới ánh đèn mà nó nhâm, thấy cả nhà thấy nhâm nhẹ, ở ngoài không đáng kể đâu đó. Chân châu nha, bánh lăn đồ chân châu không rơi lắc, 4 cây luôn nha, không rơi lắc. Rồi đẹp nha, nói chung đẹp, nói chung 4 cây này là mình chưa có vệ sinh lại đâu. Nếu kia mình vệ sinh rồi mình cắt tủ, anh em về muốn làm sạch hơn hoặc đẹp hơn thì anh em treo lên thì anh em vệ sinh lại. Rồi cây số 3 là cây 10 in đó, nó dính lớp sơn màu xanh và miệng mồm nó đây đó, nó cũng nhâm nhâm nhẹ nhẹ giống hai cái cây kia, trong này nó còn nhớ dính nhớt đây, nhồi nhớt đây đó, lớp sơn màu xanh. Thì nước da 4 cây đều mình thấy đều mịn nha, ok, quá trình hoạt động con lăn ok luôn nha, ra vô hoàn hảo luôn, không ra lắc luôn, nhẹ nhàng đó. Rồi qua cây 12 in đó, để mình lột ra cho để vậy luôn cả nhà ha. Đó mình bán với giá là 950k cho 4 cây đó nha. Cây này cũng còn đẹp, size lớn đó, còn nước da còn mịn đó. Cây 12 in thì 300 mm, còn hàm cổ nó đây đó, ok, miệng mồm còn khít nha. Rồi thẳng tưng luôn này. Rồi mã số 3 mình bán với giá là nguyên bộ là 4 cây là 950k đó, 950k trong 4 cây đó. Bán bộ nó mới rẻ về đó, bán rồi nó mắc xíu nha cả nhà đó, nhưng mà bán rồi để sau này mình mới bán nha, chứ thì tạm giờ mình không có tách rồi được nha. Tách rồi ra thì thực chất là mình mấy cây này là không ai bán thì bộ cả nhà, nó thật cái gì mới thật, ít ai bán mấy bộ, từng nào anh em kẹt tiền mới bán thì bộ, cũng giống như mình đó. Tại vì ra bãi lượm từng cây một, và mình sưu tầm cả năm hoặc nửa năm là mình gọi là mình đi từng gọi là đi từng shop để mình mua, hoặc ra bãi mình đi lượm từng chút vậy mới được một bộ ha. Thì mình móc được 4 cây như vậy ha, mình bán giá theo bộ ha. Còn anh em nào thích một cây thì để thời gian mình bán theo cây nha. Mình đang tìm cây size 4 in mà không có. Rồi anh em nào thích sưu tầm thì giá 950k, anh em nào chuyển khoản vô trừ 50k, còn 900 và mình bao ship đó. Rồi mã số 3, rồi mình qua mã số 4. Mã số 4 là một cây cần chỉnh lực của nhà Billin USA, mình bán với giá là 400 ha. Đầu 1/2, rất chết 1/2 đây, răng kêu như là vậy là răng lớn rồi cả nhà ha. Rồi nó làm cành đào đây, nó đóng chữ made in USA đây, chữ B cho tam giác ha. Nó lớp mạ chrome thì mặt bên đây còn đẹp, nó bị chóc xi nickel cho đây
này đó, cái đầu nó, và bên đây nó bị nám, nó nám vậy nha. Đó thì tình trạng nó vậy, còn lại là tính năng hoạt động của nó là ok. Mình bán với giá 400 thôi ha, của Mỹ nhà building này, cả nhà sờ trên mạng là sẽ hiểu nó giá trị như thế nào ha. Nó là một cái thương hiệu sau tuổi rồi, ok nha, 400k ra mã số 4 rồi. Mình qua mã số 5. Là một cây cần cũng chỉnh lục nhưng mà của nhà sờ nắp on nha, sờ nắp on đây, đóng dấu sờ nắp on rõ ràng đây, có mã số luôn đó, có mã số đây luôn, QZEGM, QZEGM 210 nha, đóng chữ USA đó. Còn này hướng dẫn rồi để mình khóa chốt cần chỉnh lực trên đây, dãy số series nha, trên đây đóng cái số để mình cân lực nha. Và cái này là nó từ 200 cho tới 1000 newton ha. Cái cây này cho dùng cho anh em sửa Honda và bao luôn ô tô đó. Cây này chỉnh xe máy rồi ok cũng được, ô tô cũng chơi được, tại lực nó rất là lớn nha, tới 1000, từ 200 tới 1000 đó. Thì clip vừa rồi mình mới bán một cây kia thì cũng có nhiều anh chốt, và bây giờ mình ra cây này thì nó cũ kỹ, cây kia thì mới quá mà không dám xài đâu. Cây này mình xài được nè anh em nè, nó mình bao mình vặn mình phá nè, tại vì nó có nám, nó không được ngon lành, nó có nám đây. Và trước kia cái tình trạng của nó hơi bị rít, mình mới xịt R77 vô thì mình vặn vặn được rồi ha. Đó do để lâu ngày dầu nhớt nó khô, nó rít thôi chứ không phải nó hư nha, và mình mới phục hồi nó lại đó. Nói rõ quan điểm vậy cho anh em dễ biết, còn anh em nào còn anh em nào muốn chốt thì ok, giá chỉ có 1.350.000 thôi nha, 1.350.000 là mình giảm rồi á mình khuyến mãi anh em rồi. Rồi về cái đầu nữa về cái đầu đây đó, nó có dấu rõ nhẹ nhẹ đây, mới bóp nhẹ nhẹ ha đó, và nút on nút off còn lẫy còn hoạt động được, nói chung nó còn hoạt động được, ngon lành lắm nha, chứ không phải là dởm đâu, chẳng qua nó cũ thôi, cũ thì anh bao anh em làm việc vậy thôi, không 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 cần treo được con. Đây cái đầu nó đây, thì cái này là 3/4 nha cả nhà, 3/8 xin lỗi, đầu cắt chết 3/8 nha, đầu khẩu đây 3/8, độ lẫy cũng ok nha, lát nữa mình thử cho cả nhà đó. Và cái mình vặn lên vặn xuống còn còn ngon lành nha, nó nặng tay nha, vặn càng càng về sâu vậy hướng về 1000 á, hướng về 1000 á thì nó hơi nặng tay xíu nha, tại lò xo nó càng lúc càng nén á, mình nghĩ vậy đó nha. Đó vặn tới được 1000 này cả nhà đó. Rồi, còn một vòng còn một vòng nữa rồi tới đây nặng tay à, vậy tới đây nó lấy tới đây thôi. Ủa? Để mình lấy cây nó đau tay quá đó, qua này đó. Rồi tới điểm chết trên của 1000 đây ha, rồi mình vặn ngược về vậy thôi đó. Nó do mình nó nói mình nó để mình xịt R77 vô á cả nhà, là nó dính nó nhớt ra, nó xịt nhớt ra. Còn cái này là cái hàng tỷ nhẹ, cái để xếp nhẹ của nó trong đó nó ra đó nha. Cái này thì mình mới vừa làm lại hồi chiều thôi đó, thì hoạt động nó còn ok, mình thử rồi qua test nha. Rồi bây giờ mình thử cho cả nhà luôn coi cái độ nảy của nó đã quay là quay cho tới luôn ha, cho anh em an tâm, chứ mình chụp hình hay là mình làm qua làm lại xào xào như kiểu như này anh em thấy không có kịp rồi mua về thì thất vọng. Giờ mình quay kỹ, anh em chốt được thì chốt, không chốt được thì thôi vậy thôi ha, lấy mình lấy uy tín thôi đó. Rồi nó hiện tại là mức 200 nha, đó mức 200 là mức thấp nhất. Rồi mình coi thử cái độ nảy nảy của nó còn hay không
độ lực á, đó. Đó nó còn nha, nó độ nồi nãy nó còn nha. Đó mà rồi bây giờ mình tăng tăng lên cho cả nhà 400 đi ha, 400 đi cho nó thấy cái mức nhảy lực rõ ràng hơn, anh em dễ thấy. Rồi 400, rồi cả nhà coi độ nảy đó, nó cứng hơn, mình gồng tay hơn, mình gồng sức lực hơn đó. Đó ok ha. Rồi mình sức của mình á, mình có thể bẻ được tới 600-700 thôi, mình mà bẻ tới 800-900 mình bẻ không nổi. Giờ cái thế bẻ kiểu này là mình bẻ không nổi, giờ mình tăng lên 600 đi nha. Chớ qua vượt qua 800-900 mình gồng mình bẻ không nổi cái cây này, nó mạnh nhất là cái cửa đó đó. Đó tới 600 này nè, nó mất 600 này. Rồi bây giờ mình bẻ nha, coi độ nảy của nó nha. À dặn anh em nè, anh em nào mà chưa biết về cái cây cần lực, chưa sử dụng lần nào, còn anh em nào biết thì thôi, còn anh em nào chưa biết để mình nói anh em nhớ chốt lại trước khi anh em chốt cái nút này nè. Đó chốt cái nút này lại trước khi anh em siết ốc nha, tại vì anh em để lỏng nó là nó quay cái cần cái kén này là nó bị nhảy cái lực đi, nên anh em chốt lại đừng để cho nó ra vô quay gì nữa hết nha. Đó bây giờ mình chốt nó lại nè, nếu anh em làm quen tay rồi anh em tự phản xạ anh em tự làm thôi, còn anh em mình nói cho anh em nào chưa biết. Rồi mình đang chỉnh lực lấy lực 600 nha, mình bẻ thôi. Thật sự mình bẻ không nổi đến lực 600 cả nhà. Đó, nó cứng lắm. Rồi vậy nha cả nhà. Mình bán với giá là 1.350.000 nha. Rồi ok, cả nhà coi lại một chút nữa là ngoại hình nha. Đó rồi mã số 5 1.350.000 đó nha. Rồi mình qua mã số 6 là một cái đầu khẩu, bộ đầu khẩu mình bán với giá là 1.000.000 nha, 1.000.000. Thì đầu của nó là hiện tại là 3/8 nha, dùng cho cây cần lực đó được nha cả nhà. Đó thì cây bộ này là của Snap-on luôn ha, có cái đầu này nó hơi xấu nè đó ha. Thì bộ nó gồm có size như đây, để mình đọc size cho cả nhà: 21, 19, 16, 14, 12 và 11 cả nhà. Sờ nắp con nó đóng chữ USA đó. Và tình trạng gồm và tình trạng nó hơi, mình chưa có vệ sinh, nó hơi rỉ xít nhẹ trong này ha, cả nhà giờ vệ sinh lại nha. Đó nó hơi rít thôi nha, thực ra nó còn ngon không có gì đó. Đó đầu thì 1, 2, 3, 4, 5 cạnh, 6 cạnh lục giác đó, cả nhà coi kỹ nha. Và nó hiện tại nó có 5 số và 2 đầu khiển đó, 2 đầu khiển đầu này có gập rù nha, gập rù đó, dùng cho anh em mở trong góc kẹt, mở góc cạnh đó. Và một cây này nữa, cây này thì gập rù nè đó, mình chưa có vô RP7 nên nó bị ten nhẹ đó, nên nó hơi đít thôi nha. Đó và một cái giá để đầu tiếp. Rồi 5 số và 2 cái đầu chuyển, 2 đầu, 1 đầu chuyển và 1 đầu gập rù nha. Rồi mình bán với giá 1.000.000 cho mã số 6 Snap-on của Mỹ ha. Thiệt ra mình chưa có vệ sinh ra nó sáng bóng lắm cả nhà nha. Rồi anh em nào chuyển khoản trừ ra 50k và mình bao ship đó nha. Đầu cái thương hiệu này nó hơi mặn, đúng là mặn thiệt. Ok, nhưng mà đối với anh em hàng chơi hàng hệ thì đối với chuyện này là chuyện nhỏ thôi ha.
anh em nào mà chưa, anh em nào mà có cái loại này rồi á nhưng mà còn mới không dám xài á thì anh em chơi bộ này về anh em xài cho sướng tay đó, nó rõ mày nghĩ vậy. Mấy bộ kia anh em chắc chắn anh em lấy về là không có xài đâu. Rồi mã số 6 1 triệu, mình qua mã số 7. Mã số 7 thì hai đầu, hai gọi là cái gọi là hai, một đầu đục và một đầu khoan, và một cây dây gọi là cây truyền động, cây dẫn truyền cũng được ha. Hàng này hàng của Mỹ ha, hàng này của Mỹ đó, dùng cho anh em chơi ở trong góc kẹt đó, hoặc dùng trong mấy mấy mạch mấy mấy mạch khuôn, không có mạch khuôn mình chơi mấy 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 con bàn cũng được đó. Rồi để mình giới thiệu cho cái đầu này trước đây, thì cái đầu này là cái đầu thương hiệu Ori Ori nè đó, ai thương hiệu bên đây chứ, Sunlab gì nè, Sunlab nhé. Thì cái đầu này gọi là cái đầu này đầu đục nha cả nhà, đầu đục. Khi mình gắn dẫn dây dẫn truyền vô là mình đục đó, thì lát nữa mình thực hành luôn cho cả nhà thấy nó đục như thế nào ha. Đó cái đầu đầu này nó kẹp chỉ được kẹp được cái 6 ly tới 6 ly 3 cả nhà nha. Đó nhỏ hơn thì nó kẹp không có được đó, vậy đó nha. Đó nói rõ quan điểm cả nhà về biết chừng nha, công năng nó chế như vậy thôi đó, nhà sản xuất chế ra như vậy thôi đó. Và ở đây nó có giống mũi tên hướng dẫn cho nó ấm chỉ cho cả nhà là được đó. Đó cây này để đục ha, và nó có đề chữ oi trên đây cả nhà thấy không, có nghĩa là cả nhà lâu lâu cả nhà châm dầu cho nó ha, châm dầu cho cái bộ phận bên trong cho nó hoạt động mà bảo dưỡng tốt hơn nha, đừng có để khô là bị hư mấy cái nhông đục đó. Đó thì nó hướng dẫn mình nhà sản xuất hướng dẫn này mình làm theo thôi. Rồi xong một đầu thì mình qua cái đầu đầu khoan nha, đầu khoan nó cũng thương hiệu cũng nhãn hiệu đó, nó là một bộ nha. Đó đó đây là các chữ con nó ốp cũng có cho cả nhà, nó hướng dẫn cho khuyến khích cho nhà châm dầu cho nó đó. Rồi cái này có chức năng gì đó thì mình cũng không biết nó dùng để làm cái gì, nó thật mình không biết luôn, nó chỉ có gài xuống đây đó là cái trục này nó tự do đó. Tại vì nó để nút on nó có nè, mình on á, mình mở nó lên thì cái đầu này nó có cảm giác là nó quay, nó bám vô nhông được ha. Mình nghĩ như vậy là trong quá trình anh em nào làm, anh em nào đang rảnh tay muốn rảnh tay thì anh em tắt nó đi đó, tắt nó đi thì cái này nó không có quay, không có chuyển động nữa. Một anh em rút điện, thay vì anh em rút điện anh em tắt, anh em để trên cái bàn đó đó thì nó chỉ quay cái trục này thôi, nó không có quay cái đầu đó. Mình nghĩ cái chức năng, cái công năng nó làm cái tắt mở này là cái chỗ đó dùng cho anh em nào muốn rảnh tay đó, còn ngoài ra mình không hiểu nữa, không hiểu thật sự là mình nói là mình không hiểu cái này, mình chỉ có nghĩ như vậy thôi, dùng cho chức năng anh em làm rảnh tay. Rồi về đầu băng răng thì nó bị nám đây đó, nó nám đây do để bãi sao đó, nó nám đây đó, nó có chữ đây đó. Chữ USA ha, đầu băng răng USA đó, Mutica đó. Thì cái đầu này kẹp đầu băng răng này kẹp cũng 6.3 thôi cả nhà nha, maximum là 6.3 nha, còn min là hình như là cái 0.5 thôi đó, đầu nó rất là sét đó, 0.5 luôn, 0.5 nó kẹp được sét luôn nha, cái khít như vậy mà ha. Đó nói chung là từ 0.5 cho tới 6.3 đó là đầu mang ra này kẹp được mỗi con đó ha. Về ngoại hình nó rất là chắc chắn nha, gỗ nó làm bằng nhựa rất là tốt, hàng Mỹ có kép. Rồi mình giới thiệu qua cái dây chuyền động đây, dây chuyền động mà nó có hai đầu, một đầu để anh em gắn cho mũi khoan, hai đầu con này và một đầu anh em gắn vô cái máy mài khuôn đó để nối ra. Thì cái dây này nó dài có 1 mét cả nhà, dây này dài 1 mét, để mình đo thử luôn thực tế cả nhà coi. Nó dài tổng thể hết là 1 mét
rồi 1m2 đó nha, còn 4 phân, còn 4 phân nữa 1m2 rồi ha. Đó, mình tính từ đầu tới đít luôn nha, là 1m2 cho dây chuyền động này, gần 1m2 rồi, cho 1m50 nha, 1m50 rồi. Về hai cái đầu thì cái đầu này nó gắn vô máy này khô, còn đầu này gắn vô cái đầu để mình nói đây ha, là như vậy đó. Thì trên trong đây nó có một cái rãnh, trong đây có một cái rãnh anh em chọc vô thôi, có viên bi nó giữ lại nha. Đây đó, vô tiếp thì anh em sẽ xay nhẹ nhẹ anh em hồi nó vô nha, nó làm cái cục là nó vô ha. Để mình coi lại cái đầu xay của nó, cái khóc này nè, tính ta tương ứng cái khóc trong này mình làm lên nhanh hơn đó. Coi cái khóc nằm chỗ nào, coi đây nó nằm hướng này, do mình thiếu kinh nghiệm ấy, mình không phải đó, nó vô rồi nè, đó nó vô, nó làm cái cục là cái viên bi mình nó tự động nó kết nối, là mình lấy nó không ra ha, lấy được nhưng mà con nó nặng tay á, giật mạnh nó mới ra vậy thôi nha, chứ không phải nó hư nha. Cái khó khăn mình không có làm quen nên phải mình phải tìm cái rảnh để mình cho nó vô đây. Thôi nói nôm na như vậy thôi cho cả nhà hiểu nha, cả nhà tự ấy nha, không phải nó hư đâu nha cả nhà, do mình không biết làm. Đó, nó vô vậy đó, rồi cả nhà lắc nhẹ qua là nó vô viên bi, cái khớp của nó là cái đó, nó làm nó cường lại là nó chốt cho cả nhà rồi, cả nhà giờ không có ra được nha. Do cái này nó chưa tốt á, mình giật nó dễ ra, cả nhà muốn lấy ra cả nhà lắc nhẹ qua đó, lắc nhẹ qua vậy cả nhà giật nó ra đó, vậy đó. Có nghĩa là trong đây, để nói cái rõ quan điểm cho cả nhà, trong đây nó có một cái rãnh đó, cả nhà thấy không, có cái một cái rãnh nó nhét viên bi, nó nhét viên bi vô cái rãnh này đó, cái rãnh chồi này đó, cái viên bi, một khi viên bi đã vô được cái chỗ tròn, cái lỗ tròn đó rồi, nó giữ cái đầu con lại ha. Đó thì mình gắn vô rồi, cái đầu này gắn vô cái máy mài khuôn của mình, vậy là xong đó. Thì còn cái đầu này để gắn vô cái mũi đục đó, cái nhà mở ra đó, cái nhà mở mắt thì mình cái nhà sẵn vô, cái nhà xiết lại thôi giống như bình thường nha. Đó là lúc này cái nhà đục được nha, đó vậy thôi, cái nhà lấy ra lại đó, mở ra lại rồi xong rồi. Qua cái đầu này thì cái đầu con này thì mình hiện tại là mình bị mất cái tay quay á, cái bánh răng lăn á đó, anh em nào có thì xài nha, chứ mình hiện tại mình mất cái cây này rồi, mình tìm mà em thấy đó. Thì cái đầu này cũng là 63 nha cái nhà, 63 thì nó cũng có chức năng kẹp nó giống cái kia thôi. À, nói rõ quan điểm nha cả nhà, như cái đầu này thực tế là mình để giá 900 là 950.000 chứ, chính này cho 950.000 nha cả nhà. Là làm nó bị cái bi này, viên bi này nó bị kẹt, nó không có xuống được ở trong đây nên nó giữ lại không có được như thằng này ha. Những đóng trị xét đó mình chưa có làm lại, mình lười biếng làm, anh em về làm lại nha. Đó thì cũng như mới nãy là có một viên bi để nó vô cái rãnh ở trong này đó, nó vô cái rãnh này mà viên bi hiện tại nó không có sụp xuống đó, nó mình sụp xuống vô cái rãnh nó được nên nó trồi lên hoài như vậy này. Mà nó trồi nó là sao nó đẩy lên như vậy thì mình nó cái dây chuyền động trong này nó không có dính được, nó không dính được cho cái khóc ở trong này thì nó không có quay đầu con được ha. Đó nó đỏ cái điểm như vậy cho cả nhà biết vậy ha. Rồi để lát nữa mình thực hành mình nói rõ hơn rồi. Dây chuyền động thì ngon lành nha, về cái lớp da của nó thì nó hơi chà nhẹ một hai chỗ đây và chỗ đây
đó, nó bị nứt ha, nó lòi ra cái lá thép ở trong đó, cái lá thép sừng sỏ lắm nha. Rồi cả nhà muốn thích thì về dán băng keo lại bảo bảo dưỡng nha, thì băng keo màu cam á, băng keo điện màu cam á, mà cả nhà quấn lại hoặc là decal cũng được nha, để mình bảo dưỡng cho kỹ hơn, tốt hơn, có khỏi bụi nó vô ha, không có gì hết á, hoặc băng keo trong. Rồi mình xong mã số 7. Mã số 7 là mình bán với giá là 950k, 950k à, anh em nào chuyển khoản thì mình trừ ra 50k, đúng ra mình bán 1 triệu cả nhà, do nó lỗi cái đó, lại mất cái cây cái khó để quay lên đầu mấy bánh đăng, coi như bù lỗ cho anh em. Rồi mình xong qua mã số 7, mình qua mã số 8 nha. Và trước khi qua mã số 8, mình gọi là thực hành, mình test cái này luôn cho cả nhà. Rồi vậy nha. Rồi giờ mình thử cho cả nhà cái dây chuyển động và hai đầu khoan này nó còn hoạt động không nha. Đó, bây giờ cái hiện tại á là mình đang gắn vô cái máy không bàn đó, dây chuyển động mình gắn vô máy không bàn chứ không phải máy con cầm tay nha. Đó, và bây giờ mình thao tác cho cả nhà xem. Đó thì cái đầu này để gắn vô cái đầu khoan của mình, và đầu tiên mình gắn vô máy không bàn để lát nữa mình cho nó hoạt động. Đó thì trước mắt mình thử cái đầu đục cho cả nhà ha, cái đầu đục đó, bây giờ mình gắn vô, mình đục thử cho cả nhà, mình tìm cái rãnh để mình đút vô cho nó dễ, rãnh nó nằm hướng đây. Nó chưa vô đó, nó vô rồi nè, rồi mình lắp nhẹ qua nó vô với cái viên bi mới nãy mình giới thiệu rồi. Rồi bây giờ mình gắn cái mũi khoan vô. Mũi khoan này, mũi đục này là 6 ly 3 cả nhà. Đó, 6 ly. Mũi đục này 6 ly. Rồi mình vặn cho nó dính lại. Rồi. Dính rồi. Rồi bây giờ mình đục cho cả nhà thấy ha. Mình lấy máy quay xuống cho xíu cho cả nhà. Giờ. Đó. Rồi, bây giờ mình bật công tắc lên, của mấy con bàn lên nha. Đó, hiện tại nó nó bị rớt ra, mình lúc nãy mình bạn chế đầu mang răng cho chặt rồi, cả nhà đợi tí nha. Rồi mình vặn nó lại rồi, bây giờ mình bật công tắc. Đó là nó lúc nãy nó bật chữ này cả nhà. Đó, bật về, cả nhà thấy không? Rồi giờ mình thử cái cán bú này nha. Đó, cả nhà thấy không? Nó mình cầm nó không có lực. Đó, vậy thôi. Nha. Mình để dưới đất mình làm thử nha. Là vậy đó cả nhà, thấy không? Đó, chức năng nó đục là kiểu đó ha. Rồi. Bây giờ mình lấy cái đầu ra. Đó, nếu mà cái tốc độ của mấy con càng nhanh đó thì lực đục của mình càng mạnh, vậy thôi nha. Rồi bây giờ mình thử cái đầu kia. Rồi bây giờ mình thử cái đầu này. Đó thì đầu này nó bị tuôn
do Jimmy nó không giữ á. Nãy mình nói với cả nhà rồi ha, cả nhà về lại Jimmy là nó sẽ giữ lại thì cái đầu này nó mới quay được. Đó, hiện tại là mình cố gắng để mình níu cái vô vô lại để cho đầu nguyên răng nó quay. Đó, cả nhà thấy không? Thì nó quay vẫn bình thường nha. Gắn mũi khoan vô thì nó vẫn bình thường, ok. Khoan được. Hiện tại mình không có mũi khoan. Hiện tại mình chưa có mũi khoan nhỏ ha. Rồi cái này thì chế độ rảnh tay thì mình làm cho cả nhà thấy là mình bật xuống, mình tắt nó đi là nó không quay cái đầu mình ăn nữa. Đó là nó không quay đầu mình răng nữa ha. Do cái này nó chồi lên đó, nó chồi lên là nó không ăn khớp nữa. Rồi mình bật nó xuống lại là nó quay ha. Nó trồi lên nhưng mà nó vẫn quay, có nghĩa là nó vẫn cái bám vô cái nhông á ha, nhưng mà đều nó không có chặt thôi cả nhà, nó dễ lấy ra được. Nó có nghĩa là viên bi nó không có lọt vô cái rãnh này nên mình dễ lấy ra được. Nó mới chốt lại cho mình, nó không chốt lại cho cả nhà rồi. Rồi nó hoạt động ok nha. Rồi bây giờ mình để đây, mình qua mình đi lên mình tiếp tục mã số 8 nha. Rồi giờ mình chuyển qua mã số 8 thì mã số 8 là một cái vũ xưa nha, một cái vũ xưa mình để nguyên sinh do giấy bụi rậm luôn ha, lấy từ bãi giờ nó như vậy, mình để như vậy luôn đó. Thật ra cái này mình làm ra là rất là đẹp nha, nó là một cái lớp nhôm, là một cái nhôm hợp kim nha. Hai cái này là nhôm hợp kim và dưới này là một cái lá thép. Nó được chốt hai đầu để giữ chốt cái chốt lại để nó giữ cái lưỡi vũ của mình. Cái này gọi là vũ gỗ ha, vũ gỗ có tăng đưa đó, vũ gỗ có tăng đưa của nhà gì đây, của nhà phiêu phiêu holder gì này đó, của nhà phiêu holder mình không biết là ở nó từ nước nào, nó thật như vậy, center gì này đó, center nó thật, mình không biết nó tới đến từ nước nào, một Nhật hay là Mỹ thôi đó, chắc không phải Đức đâu, rồi Nhật hay Mỹ thôi đó, hai nước đó thôi. Cũng có thể là nước Anh, nói chung mình không biết nha, mình nói không biết là không biết, nói đại bậy bạ đó. Thì cái này là nhôm hợp kim và có tăng đưa và tình trạng nó xấu xí, chịu vệ sinh ra rất là ngầu nha cả nhà, rất là đẹp đó, nhìn tổng thể rất là đẹp. Tăng đưa là sao, là mình quay lên mình uốn cong theo cái mặt gỗ đó, thì anh em thợ mộc sẽ hiểu thôi nha. Đó mình muốn cong bao nhiêu cũng được, hết tăng đưa thì thôi, tại vì nhà thiết kế nó đã thiết kế ra vậy rồi đó, nó cong như chiếc thuyền vậy nè đó, cả nhà thấy không, là mình vũ thôi đó, còn mình cong xuống cũng được nha, mình xả tăng đưa ra đó, đó mình đẩy nó xuống, nó cong xuống như vậy ha, mình xả hết tăng đưa là nó cong theo đó, cả nhà thấy không, nó cong ngược trở lại nè ha. Đó cái hay của cái vũ này là chỗ đó nha, để mình bào theo, mình bào bầu bào tròn hay là bào gì đó tùy cả nhà. Thì cái vũ này á nó có hai lớp hai mặt luôn cả nhà, là bên này nó có lục, cả nhà vũ nó có lục đi
nó mòn đi thì cả nhà lấy mặt mặt ở dưới này đó, cả nhà nhìn kỹ nó có hai lớp mặt, hai chủ hai mặt rồi nha đó. Cả nhà mở con ốc này ra, cả nhà lật mặt lại gỗ tiếp đó. Nó có mình thử rồi, nó được việc cả nhà, vụ mấy cái cạnh thử cạnh gỗ thử rồi, nó đi rất là tuyệt vời nha. Rồi một cái vũ ngon lành cành đào đẹp form lạ ngầu để trưng bày ở đây co rất ok đó. Ok rồi, mã số 8 mình bán giá là 300k nha, 300k anh em thấy được vừa mắt thì chốt nha. Đó đẹp ha, trưng bày kiểu lên cái kệ cũng nhìn nó cũng dễ thương, cũng đẹp á, cũng ngầu vệ sinh ra sáng bóng đẹp lắm á nha. Rồi mã số 8 là mã kết thúc clip số 13 hôm nay. Rồi anh mình rất chân thành cảm ơn cả nhà đó đã ủng hộ tin tưởng mình cảm ơn rất là nhiều. Và anh em nào có yêu thích kênh của mình cho mình xin một like ha. Anh em nào chia sẻ được càng mình cũng càng tốt, anh em mình xin cảm ơn anh em đó. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh, anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để khỏi bỏ lỡ những clip tiếp theo của mình đưa ra. Rồi giờ chúc gia đình anh em và anh em sức khỏe bình an, xin chào tạm biệt, bye bye.